Cả nhà đã tới bãi biển rồi, để đi tắm rồi, tắm biển rất tuyệt vời. Đây cả nhà sẽ ghé vào ăn hải sản này. Đây. rồi tôm nhí con, ô tôm nhí con, ôi tôm to hả? Này là biển cửa gì anh chị? Cửa biển đấy hả? Từ từ để nghe. Triệu Lăng, biển Triệu Lăng, đây là biển Triệu Lăng, đây là toàn hải sản. Từ từ con để đây con. Đây là đây toàn hải sản này. Từ từ. Này gì nhỉ? Ốc mơ. Ốc mơ à? Đây ốc mơ này. Còn đây tôm hùm này. Úi giời. Đây. Giờ đi bắt này chưa quay được, giờ đi bắt mấy con này. Đây, đi bắt để xem. Bắt hải sản này. Đây. Đây. Này, tuần, đây là tuần đồ biển không này. Ủa bắn này. Đây. Đây, đây này. Đây. Còn bên đây đặc biệt hơn này. Đây. Chỗ này đặc biệt hơn này. Tuần tuần ghè đây. Quay đây, ghè này ra này. Đây. Hai con đi. Cắn tay. Cắn tay á. Kẻ tay á. Đây. Đây đây. Cái này tôm hùm này. Tôm hùm tôm to này. Tôm hùm này. Con tôm hùm đấy. Wow, đây tôm hùm rất là to này. Đây bắt được tôm hùm này. Yeah, tôm hùm biển này. Đây tôm hùm này. Lên lên lên. Từ từ coi, lạ. Sao? Ai đây, ai đây, ai đây, ai đây, ai đây, ai đây, ai đây đi tắm biển đây, ai đây, ai tắm biển đây. Chào các nhà. Đây, đây, đây. Đây thì hồi nào không có thoát bằng người chơi. Rồi, 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 chụp, 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 chụp này. Cả nhà đang đi ra tắm biển rồi. Đây tuyệt vời quá. Đây là biển Nhật Tân ở Quảng Trị này. Đây cả nhà đang tắm biển với cả gia đình. Đây. Con cởi áo ra con. Đây. Hôm nay thì khách chưa ra tắm thì trời còn nắng. Đây. Mệt mỏi thì thời gian đi thoải mái. Đây là bãi biển mà cả nhà đang đi. Sau một tháng cả nhà đi làm sửa nước vất vả, thế đi làm thuê làm mướn nên hôm nay mình dành thời gian để mình đi du lịch cùng với gia đình. Mình trích ra số tiền mà mình đi làm thuê á. Một ngày mình đi làm thuê thì số tiền cũng không có nhiều, khoảng mấy trăm nghìn đồng thôi. Mình đi làm hồ ở nhà đây, nhưng mình vẫn luôn dành thời gian để đi du lịch cho gia đình.
cả nhà xem video của Thế Công Nhân TV nhớ subscribe kênh, đăng ký like, share. Thế cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đấy, Thế ra tạm biệt rồi. Đấy, ra xong xong. Ừ, ngon miệt. Ui, ừ, cả nhà nhớ ủng hộ cho kênh của Thế Công Nhân TV, like, share để Thế được sớm bật kiếm tiền như ông anh Nguyệt. 100k đầu tiên. Rồi. Đây cả nhà đang đi du lịch. Ông anh luôn. Đây. Ông anh tiền thề. Nhìn đây. Con chào con giả đi con. Chào con giả con nói gì đi con. Chào. Đi biển téo em cơ biển qua sông. Đây hai mẹ con này. Đây hai mẹ con này nhìn đây. Đi về thôi. Đi về tắm thôi. Qua đây. Bà chưa đứng đâu bên sông đi thôi. Con ơi con, nhìn đây con. Vừa đi vừa quay luôn. Con ơi. Đây.